Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ chương trình công tác năm 2024. Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, những việc làm thiết thực cụ thể sát với điều kiện thực tế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét, khẳng định vị thế vai trò của mình trong hệ thống chính trị, thực sự là chỗ dựa để đáng tin, dân mến, chính quyền cần. Ninh Thuận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hầu hết các hoạt động dịch vụ của ngành y tế, giúp người dân thuận lợi trong khám và điều trị bệnh và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2024, ngành nội vụ tiếp tục bám sát triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, chủ yếu được giao trong năm 2024, thực hiện cơ chế phân công trách nhiệm phối hợp rõ ràng cụ thể giữa các cơ quan đơn vị trong triển khai các nội dung cải cách hành chính, để đảm bảo công tác triển khai đồng bộ thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra, tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá quyết liệt để duy trì nâng cao các chỉ số 3 Index 3B CPAT BCI. Công bố chỉ số DDCI 2023, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý những công chức có biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập trung cập nhật đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nhất là về cơ sở dữ liệu, về cán bộ, công chức, viên chức, hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành nội vụ trong năm qua, đồng thời yêu cầu ngành nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2024. Năm 2024, tôi đề nghị là ngành nội vụ chủ trì cùng các cái địa phương, cùng các cái ngành sở ngành chức năng có liên quan, các đồng chí tổ chức thật tốt. Trong đó lưu ý có mấy vấn đề. Một, về tổ chức bộ máy. Đây là công việc đầu tiên chúng ta phải làm. Nói đến nội vụ là nói đến tổ chức bộ máy đầu tiên. Đấy. Tiếp tục là phối hợp với các địa phương, rà soát đẩy mạnh tham mưu ủy ban tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đơn vị đúng chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, kể cả các đơn vị sự nghiệp. Thứ hai là triển khai thật tốt nghị quyết 05 về đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó quan tâm mấy cái việc thế này, tôi đề nghị nhấn mạnh quan tâm mấy việc. Một là phải thật sự triển khai nghiêm túc các cái mục tiêu đặt ra của đề án 06. Cái đề án 06, đề án quan trọng lắm. Nay mai tỉnh sẽ tổ chức tổng kết. Nhân tiện hôm nay là cải cách hành chính, là đây là một trong những nhánh quan trọng của cải cách hành chính. Để chuyển đổi số, đề án 06 đó. Thứ hai là chuyển đổi số. Mỗi năm là phải có ít nhất, năm 2023 là chúng ta phải gì? Mỗi cơ quan đơn vị có ít nhất một sản phẩm về chuyển đổi số. Bây giờ phải đánh giá lại cái này. Chuyển đổi số là cải cách hành chính đấy, cũng phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính. Và năm 2024 là tinh thần này cũng phải được phát huy. Anh Lượm nhà, đúng không ạ? Cũng phải được phát huy tiếp tục. Một đến hai sản phẩm, nhất là những cái ngành quan trọng tác động nhiều đến xã hội, đến doanh nghiệp, đến nhân dân. Triển khai công tác kiểm tra thanh tra nội vụ theo kế hoạch, được kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, cả chuyên đề và cả cái đột xuất tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn của tỉnh. Trên cơ sở đó là tham mưu báo cáo để ủy ban tỉnh xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Rồi tham mưu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý công chức có biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ, mà kể cả là đối với những cái việc có dấu hiệu đùn đẩy né tránh.
Dịp này, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã tặng bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10 tổ chức hội nghị lần thứ 11 tổng kết công tác mặt trận năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Jamale Thị Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh. Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông tin một số kết quả công tác mặt trận năm 2023. Trình bày tờ trình xin ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2024. Đề án nhân sự và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11. Tiếp đó, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023, chương trình phối hợp năm 2024 và thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, hệ thống mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của mặt trận, mở rộng dân chủ, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống mặt trận, đặc biệt chuẩn bị tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc cho một tập thể, tặng bằng khen cho một tập thể, ba cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho một tập thể, tặng bằng khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023. Tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, mặc dù chịu tác động của các yếu tố bất lợi, nhưng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận vẫn có những bước phát triển tích cực. GRDP tăng 9,4%, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành cả nước và thứ 2 trên 14 các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,72%. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên. Với sự chủ trì phối hợp hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc, ngày 12 tháng 7 năm 2023, 29.700 tín đồ Hồi giáo Bà Ni sinh sống trên địa bàn tỉnh vui mừng phấn khởi khi Đại hội đại biểu Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh Ninh Thuận lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức thành công. 35 chức sắc nhân sĩ được suy cử vào ban chấp hành khóa mới, tiếp tục là điểm tựa để dẫn dắt các tín đồ đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, ra sức thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh. Vì Hồi giáo Bà Ni cơ đó là quá phấn khởi, đó là một cái niềm tự hào của một dân tộc mình đã được ngày đại hội tốt đẹp. Đại hội thành công tốt đẹp thì người chăm Hồi giáo Bà Ni rất tin tưởng vào chính sách, chủ trương của đảng. Năm 2023 là năm có rất nhiều chương trình vì người nghèo lần đầu tiên được Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện. Trong đó, giải góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2023 đã thu hút đông đảo cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tham gia. Qua chương trình đã kêu gọi ủng hộ được trên 2,8 tỷ đồng. Tôi thấy là cái này là cái nét mới. Nó rất là thiết thực. Không những nó tạo được cái lòng tin đối với bà con nhân dân cũng như các cái doanh nghiệp mà có cái tâm thiện để mà hỗ trợ cái quỹ vì người nghèo.
Từ việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, năm 2023, Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã tiếp nhận trên 15 tỷ đồng, trao tặng hàng trăm ngàn suất quà, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ xây mới 127 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, thực sự khó khăn về nhà ở, trị giá 6,4 tỷ đồng. Việc hỗ trợ người nghèo cũng được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đa dạng hóa bằng nhiều cách làm hay, mô hình sinh kế bền vững. Cuộc sống trước đây thì cũng khổ nghèo nuôi ba đứa con. Mà bữa nay nhà nước quan tâm cho con bò hai con cũng cảm ơn. Cũng ráng làm ăn cắt cỏ, cắt đồ cho nó ăn. Năm 2023, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét, khẳng định vị thế vai trò của mình trong hệ thống chính trị, thực sự là chỗ dựa để đảng tin, dân mến, chính quyền cần. Những cái kết quả chúng ta đạt được như trên trong năm 2023 có một cái sự đóng góp rất là quan trọng trong cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc, trong cái việc cố kết cái sự cầu nối giữa cái sự lãnh đạo của đảng, chính quyền với người dân. Cái kết quả năm 2023 của Mặt trận Tổ quốc tôi cho là hết sức là toàn diện, mà nó thể hiện được là cái tính quyết liệt, tính chủ động, tính đổi mới sáng tạo liên tục trong cái hoạt động của mình. Qua đó nó góp phần quan trọng vào cái thành quả và kết quả chung của cái năm 2023 vừa qua. Trên cái phương châm là đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển thì tiếp tục nâng cao cái vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, mở rộng dân chủ, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động để góp phần có ý nghĩa hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền để sao cho những chủ trương quyết sách của tỉnh ủy sớm đi vào cuộc sống, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, để những cuộc vận động này, những phong trào này trở nên thực chất hơn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao cái chất lượng giám sát và phản biện xã hội để góp phần xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Năm 2023, một năm với rất nhiều dấu ấn đậm nét của Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, những kết quả đạt được càng khẳng định rõ nét hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp văn minh. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động người có công và xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, biểu dương những kết quả Sở Lao động Thương binh và Xã hội đạt được trong năm 2023. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết, chủ động, tập trung đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo có địa chỉ. Chú trọng công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng, tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, nhất là về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào mỗi xã phường thị trấn xây dựng một mô hình sinh kế, đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025, triển khai đầy đủ kịp thời đúng đối tượng các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội cho 10 cá nhân. Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Sáng nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến về phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất tại quyết định số 326 ngày 9 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo đề xuất của các địa phương, đến năm 2025, đất nông nghiệp cả nước còn hơn 27,5 triệu hectare, giảm 270.000 hectare. Đất trồng lúa giảm hơn 98,8 ngàn hectare. Đất rừng phòng hộ giảm hơn 92,5 ngàn hectare. Tăng đất phi nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, cơ sở thể dục thể thao. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc điều chỉnh chỉ tiêu đất phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đồng thời yêu cầu việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo sử dụng đất khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành lĩnh vực địa phương, phù hợp với định mức sử dụng đất, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, các địa phương trao đổi thống nhất hoàn thiện lại bộ tiêu chí, ưu tiên các dự án phát triển hạ tầng quốc gia, liên vùng, kết nối vùng, kết nối các khu kinh tế, du lịch, các dự án kinh tế có tính lan tỏa, cần có sự điều chỉnh linh hoạt tiếp cận theo thị trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn quy định lại để làm cơ sở cho Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ quỹ đất. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải cũng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ngành giao thông vận tải năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2023, ngành giao thông vận tải tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn vào quy hoạch mạng lưới cảng hàng không quốc gia để khai thác lưỡng dụng, tích hợp quy hoạch ngành giao thông vận tải vào quy hoạch tỉnh, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phát huy hiệu quả nguồn vốn bảo trì đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, duy trì ổn định hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa và hành khách của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị bước sang năm 2024, ngành giao thông vận tải tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành lập quy hoạch cảng hàng không sân bay Thành Sơn và đề án xã hội hóa xây dựng sân bay Thành Sơn để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, tham mưu có hiệu quả công tác đầu tư phát triển, duy tu bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời xử lý khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, phối hợp với Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương, hoàn tất việc xây dựng đường gom dự án cao tốc Bắc Nam qua tỉnh, đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn còn lại 4,5 km trên tuyến quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, hoàn thành đầu tư bến 1B cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 theo kế hoạch, đồng thời hoàn tất các thủ tục để triển khai kêu gọi đầu tư giai đoạn 2. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trong năm 2024. Dịp này, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Cũng trong chiều nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2024, cùng với triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên môi trường theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và các nghị quyết chuyên đề, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá, triển khai thực hiện chương trình thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá đất đối với các dự án đang triển khai. Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, triển khai hiệu quả luật bảo vệ môi trường. Chiều nay, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết luật giám định tư pháp và đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
Thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và giám định tư pháp, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, cũng như trong đời sống xã hội, củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng pháp lý khi thực hiện giám định tư pháp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định khi có vụ việc phát sinh. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Tư pháp trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện luật giám định tư pháp, đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu của ngành y tế tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Theo đó, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế nhằm giúp người dân thuận lợi trong khám và điều trị bệnh. Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc. Việc đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip đã trở thành thói quen của đa số người bệnh khi tới đây. Chỉ mất vài giây quét mã, bệnh nhân đã hoàn thành đăng ký khám bệnh mà không cần mang theo các giấy tờ liên quan. Thăm bệnh viện huyện Thuận Bắc, mình chỉ cần cầm thẻ căn cước, rồi nhân viên người ta dựng việc vẽ là xong, không cần đem bảo hiểm nữa. Không chỉ đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt cũng được Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc triển khai hiệu quả. Năm 2023, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 29,24%, vượt so với tỷ lệ 20% được Sở Y tế giao. Thanh toán mà qua chuyển khoản quét mã thì rất là tiện, mình chỉ cần mang điện thoại thôi, không cần mang tiền mặt. Nếu mà mang tiền mặt thì rất là nguy hiểm, nhiều khi là mất cắp nè, hoặc là mình đánh rơi chẳng hạn, cho nên là nó không có tiện. Mình thấy là chuyển khoản thì rất là tiện. Bên cạnh đó, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc đã nỗ lực đầu tư hệ thống quản lý xét nghiệm LIS, cài đặt phần mềm hệ thống RIDPASS để lưu trữ dữ liệu về chẩn đoán hình ảnh, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương về các nhiệm vụ về công tác chuyển đổi số, nhưng khởi tạo hồ sơ sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện, khám chữa bệnh từ xa, đăng nhập khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc là VNeID. Một trong những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số của ngành y tế tỉnh Ninh Thuận là Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, hướng tới bệnh viện thông minh. Toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, quản lý vật tư, thuốc được quản lý trực tiếp trên phần mềm. Đồng thời, toàn bộ thông tin khám lâm sàng, các chẩn đoán, y lệnh điều trị, các kết quả xét nghiệm siêu âm của bệnh nhân đều được lưu giữ. Chúng tôi có nâng cấp và nó chuyển đổi và thay đổi một số cái mô đun nâng cấp lên để một số thực hiện một số cái công việc mới. Thí dụ như là sau khi mà khám bệnh xong thì chúng tôi kê toa chẩn đoán xong thì đặt lịch hẹn, thì chúng tôi là cái này chỉ cần nhắc qua cái hệ thống app, người ta có thể ghé khám. Đến nay, các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế đã sử dụng 100% phần mềm quản lý khám chữa bệnh trong công tác khám chữa bệnh, liên thông dữ liệu, giám định bảo hiểm y tế. 5 đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh đều đạt với 90% hồ sơ sức khỏe điện tử được khởi tạo. Năm 2023, đã có hơn 64.900 lượt bệnh nhân thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, với số tiền trên 41,6 tỷ đồng. Trên 681.000 lượt người sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 80,34%. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nền tảng, đó là nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, nền tảng tiêm chủng, nền tảng khám chữa bệnh từ xa, nền tảng trạm y tế xã phường và nền tảng triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế. Theo đó thì chúng tôi quyết tâm là xây dựng mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử.
Thời gian tới, ngành y tế Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong các hoạt động từ quản trị đến khám chữa bệnh. Qua đó từng bước xây dựng và phát triển y tế điện tử thông minh, nền tảng để nâng cao hiệu quả, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 4 tháng 1, ngày 5 tháng 1 năm 2024 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh ít mây, đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 7. Cụ thể, thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, thuận Bắc, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 7, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm ít mây, đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Phước Thuận Nam ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bác Ái, ít mây, đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vùng biển tỉnh Ninh Thuận mây thay đổi không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh.